Thôi, hôm nay anh giảng sơ qua về cái phần này. Thì cái mục đích của anh á là muốn các bạn á dần dần sẽ tự tìm hiểu những cái mà trên mạng. Có nghĩa là khi mà về sau á mình không có còn học với nhau nữa, thì lúc này á em cần, khi mà em muốn học một cái chương trình mới á, thì em cần phải biết tìm ở đâu và học ở đâu và học như thế nào nó mới rất là quan trọng. Thì đầu tiên á, cái phần mà bao giờ á mà mình muốn học một software mới thì mình cũng sẽ đặt câu hỏi. Ví dụ như học software mới nè. Thì mình luôn luôn đặt một câu hỏi, những câu hỏi này. Đầu tiên á là làm sao để làm quen được căn bản. Thì cái căn bản nó rất là quan trọng. Đầu tiên á, trong cái căn bản á là mình sẽ làm quen UI nè. UI là giao diện. Ví dụ như xoay camera, mu camera gì đó, vân vân. Giống như là em nhớ lại cái lúc ban đầu em học về phần Maya cũng vậy. Có phải ban đầu á em đâu có học mấy cái menu này là menu gì đâu đúng không? Mà đâu đầu tiên mà em phải học cách làm sao để xoay, để di chuyển, rồi những cái căn bản như thế này. Thì đây là cái phần rất rất là quan trọng. Thì lúc đó em, khi mà em lên á, em phải đi kiếm những cái căn bản này. Và tất nhiên á là nếu có phím tắt thì tốt, nếu quen được phím tắt thì tốt. Còn không á thì mình sẽ cố gắng ở cái mức mà những cái phần, ví dụ như lúc ban đầu á mình không biết đúp, thì mình có thể vào lên những cái menu trên này, sau đó mình tiến hành mình tìm cái mà để đúp ha. Rồi đó dần dần á mình sẽ quen, và sau đó mình sẽ thấy cái những cái phần nào đó rồi phím tắt thì lúc đó mình sẽ làm quen với nó. Thì chính vì vậy á mà anh đưa cái video á là để cho các bạn, là đầu tiên là các bạn phải xem Substance Painter là gì. Tại vì cái Substance Painter này chuẩn bị là mình sẽ học vẽ realistic cho nó. Mình phải làm quen nó, cái giao diện nó như thế nào ha. Nó rất là quan trọng. Tại vì bây giờ mình không biết, mình xoay như thế nào cũng không biết giao diện. Ủa cái này là làm gì, làm gì, làm gì. Thì tất nhiên là sau đó mình cũng ú ớ. Và đã ú ớ thì chắc chắn là mình cũng sẽ chẳng biết phải làm gì. Thì bao giờ đầu tiên anh, ví dụ như anh muốn học Blender thì anh phải tìm những tutorial làm sao để anh có thể xoay camera, anh di chuyển trong camera, rồi bên cái bảng menu này là menu gì, vân vân. Thì dần dần á, lúc ban đầu có thể hơi bị khó chịu ở cái vụ phím tắt, tại vì anh quen phím tắt Maya qua phím tắt của Blender á, thì nó sẽ hơi bị ngược rất là nhiều. Và sau đó ok, cứ cố gắng làm quen dần dần, làm quen dần dần để nó tạo cái cảm giác xoay rồi đó, thì dần dần mình sẽ làm quen được với cái phần mềm mới. Thì cái căn bản khi mà học với Substance Painter cũng vậy, em phải hiểu giao diện của nó, cách xoay của nó như thế nào, nó rất là quan trọng. Thì trong những cái phần này nó sẽ có hướng dẫn cho em rất là nhiều. Đầu tiên là xoay vân vân. Thì có thể nó là tiếng Anh, thì các bạn cũng nên dần với phương pháp tiếng Anh đi. Tại vì gần như là các tài liệu á đi tìm á là mai mốt, và nếu mà người Việt của mình không có làm á, thì chắc chắn á là tiếng Anh phải sẽ được rất là ưu chuộng, người ta sẽ làm rất là nhiều ha. Và luôn luôn á nó sẽ liên quan đến từ basic. Ví dụ như bây giờ anh muốn kiếm về Substance Painter thì cái keyword của anh là sẽ là Substance Painter nè đó. Rồi basic, basic là cái căn bản, sau đó sẽ là những cái basic tutorial, đây là keyword để anh tìm ha, dành cho beginner rất là nhiều. Nhưng mà cái khóa mà trong này á, nó gồm 25 bài á, là gần như khá là đầy đủ.
Nó sẽ dễ. Tất nhiên á, là sau khi các bạn coi rồi, anh vẫn sẽ tiếp tục, anh đắp lại vào, anh giải thích lại vào một chút chút chút, chứ anh sẽ không có giải thích hết. Giống như á, là các bạn sẽ dần dần á, các bạn không hiểu, coi a thầy ơi em không hiểu ID map là gì, a thầy ơi em không hiểu backtracker trong đây nó mục đích nó làm gì đó. Khi đó các bạn không hiểu, các bạn ghi lại vào sổ và đặt câu hỏi, anh sẽ tiến hành dần dần trả lời để cho cộng thêm. Tất nhiên là anh sẽ có giảng sơ qua nhưng mà sẽ không có giảng đầy đủ bằng cái này. Tại vì cái này là đầy đủ hơn rất là nhiều. Được chưa? Đó là cái phần mình sẽ học, và mỗi ngày cố gắng coi coi một chút, tại vì có mấy cái phần lúc ban đầu á thì nó hơi bị nhiều đến tiếng máy, rồi sau đó về sau á là 10 phút, 15 phút, 20 phút nó giảng, gần như là giảng thôi chứ nó không có làm demo quá nhiều. Nó mềm môn chút 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 vậy đó. Sao có bắt đầu cảm thấy hơi qua mắt không? Không anh, được anh, em có kinh nghiệm tự học mà. Rồi, vậy thì tốt. Ok. Rồi, đó là cái phần mà em sẽ làm quen. Anh hướng dẫn nha. Đầu tiên á, cứ xem qua hết. Xem qua hết, em không cần phải ngồi đụng gì hết á. Cứ xem qua hết đi. Xem qua một lần xong á, ráng hai mươi mấy bài á, để em có cái cảm quan và một cái trí nhớ tạm thời á, nó lưu một vài cái chi tiết gì đó. Thì lúc về sau á, sau khi mà xong á, anh sẽ giảng rồi đồng thời em quay lại em coi nữa và nhớ mấy cái keyword trong này, mấy cái tựa đề nè, mấy cái title nè. Ví dụ như lâu lâu á mà mình ví dụ như quên quên chỗ nào á, nhưng mà mấy cái title này giúp á, à tôi nhớ trong cái phần này hình như nó có giải thích cái này 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 này. Đó, đó là cách của ông, cũng hiện tại là anh cũng đang học, tự học. Ví dụ như anh học Marvelous Designer đâu có ai chỉ, thì lúc này á anh phải có cái key để anh có thể mai mốt anh còn quay lại tìm Marvelous để làm quần áo, đâu phải lúc nào anh cũng dùng và chắc chắn anh sẽ quên. Và khi quên đó anh phải có cái gì đó để cố gắng, à hình như tôi nhớ lúc trước nó có cái này cái nọ đó, dần dần anh về sau anh kiếm cái đó để anh coi lại ha. Rồi, trước khi vào substance thì hồi nãy em có gửi cái len, ok để em coi cái len. Rồi, thế này là cũng ổn. Ok, tốt nè. Nghĩa là em hiểu được cái vấn đề ở đây đó. Nhưng mà cái dưới đây ok, không sao. Cái này dưới này làm thêm chút cũng được. Rồi. Thôi, ở đây anh mở cái lên hồi nãy ở đâu mất tiêu rồi. Bên bên tờ lên. Rồi cái kế tiếp là anh sẽ nói về giảng lại cái phần này, bên này á em làm lại cho nó sạch một chút nè. Bên này của em nó đang hơi, em đang chưa có up optimizing nữa nè. Là bên cái outliner của em đang một đống tùm lum nè. Ok.
Rồi bây giờ anh giảng tiếp. Thì á, ví dụ như anh cũng giống như em nè, thấy không? Sau khi anh làm xong á, bên cái outliner này của anh nó rất là tùm lum. Và nhiệm vụ của anh sau khi làm xong á, cố gắng là anh sẽ gom lại nó thành một cái rất rất là gọn như thế này. Anh optimize scene đi. Thì bên này á, rõ ràng là em sẽ thấy anh chỉ còn lại có low với mid thôi. Đúng không? Thì khi mà làm xong, cố gắng anh sẽ làm sạch như thế này. Mục đích là tại vì sao? Tại vì mai mốt anh có mở lại á, thì ít nhất trong đây nhìn nó cũng gọn gàng sạch sẽ, thay vì anh đi kiếm ủa cái này là cái gì, cái kia là cái gì. À, cái gì phần mid là thuộc về mid hết, còn cái gì phần low thì thuộc về low hết. Còn cái phần dưới này anh sẽ làm cũng khá đơn giản, anh cũng không có làm gì nhiều quá đó. Bên này nè, anh làm đơn giản vậy thôi. Anh lấy cái cảm hứng từ cái khúc này. Còn khúc dưới này tại vì anh không có extrude ra nên anh cũng không quan tâm nữa. Mình chỉ cần làm vậy thôi. Rồi, sau khi mà làm xong cái này, bắt đầu phải chắc chắn rằng lô với lại hai hai thằng nó phải nằm cùng nhau như thế này nha. Không được dịch chuyển tụi nó đi chỗ khác, không được thằng này nằm thằng kia nằm thằng nọ. Là đó là sai. Rồi, sau đó anh sẽ export cái này ra. Thì thằng này là lô. Thì mình sẽ export OBJ hoặc là FBX, cái nào cũng được. Thì cái thằng này anh đặt là low nè. Rồi, còn thằng này anh sẽ đặt là hai nè. Hai hạt mít gì đó, nó chỉ là một cái tên thôi, nó không có quan trọng lắm cái vụ tên phải chính xác. Muốn hai mít méo tròn vậy đó, quan trọng lắm. Rồi, đây là sau khi xong và tiến hành mình sẽ vào trong Substance Painter. Mình sẽ new nè. Thì đầu tiên đây là cái template là BBA, thì mình hay làm với Metallic Rosnit. Thì đây là cái template cơ bản của mình. Còn cái specular với Loginate á, mình mai mốt về sau có kiến thức á, thì tìm hiểu. Hoặc là em khi mà em đợi sao em có thể hỏi là anh. Còn bây giờ thì mình sẽ không có còn quan tâm nó là cái gì cả, cho nên cái này cứ mặc định. Rồi bây giờ sau đó anh sẽ vào anh chọn lô thằng hai, không có chọn thằng hai ở đây nha. Hai là chỉ để bắt thôi, không phải là dùng trong game, cho nên mình không có xài hai. Rồi ở đây anh sẽ xài là 2048, tới chơi 2048 là thường vẽ là rất nó gọi là ổn. Còn nếu mà máy mạnh mà 4096 á, thì mới thường hay người ta hay vẽ 4096, mà 4096 là thường rất là lắc. Rồi, đây là DirectX hoặc là OBJ, OpenGL. Thì cái này á, anh nói lại á, là cái hai cái này gần như là giống nhau, nó chỉ khác nhau là kênh Green thôi, là channel Green bên này nè, nó sẽ khác nhau ở cái chỗ này. Green này bên này nó bị ngược lại thôi, chứ nó vẫn là giống nhau. Cho nên á, em muốn chọn cái nào cũng được. Nhưng mà vào Marmoset mà render á, thì Marmoset lại là default của nó là OpenGL. Cho nên khi mà sử dụng DirectX mà bên Marmoset á, em phải ngược green, thì cái đó mày mốt chỉ sao. Còn UV tile thì mình không có, cho nên mình cũng không cần lập lắm. UV tile này UV nó lập nên không có quan tâm. Mà cái bản 2018.3.2 thì nó không có mấy cái này, cho nên mình cũng không cần phải lo lắm. Nó sẽ có một vài setting cải tiến, mà căn bản anh cần là chỉ mấy cái căn bản thôi, chứ mấy cái cải tiến thì về sau mình có thể nâng cấp nó lại không có vấn đề. Kiến thức nó chỉ có thêm một chút à. Rồi, đây là phần của mình. Sau đó mình sẽ cần phải vào texture set setting. Texture set setting, nếu mà ban đầu mình không có thì mình có thể bật kiểm tra ở đây nè. Texture set setting đây nè. Thì nó nằm bên này. Thì thông thường là nó mặc định á, là nó không phải default của nó, không phải cái view như thế này nha. Default là đôi khi mà nó nằm tùm lum là ra ở đây nè. Mà anh thì muốn cho nó dễ nên anh sẽ kéo nó qua đây. Thì đây là cái property. Còn đây là cái layer. Thì cái layer này nó sẽ giống như bên Photoshop. Đây nè, layer bên này nè. Anh sẽ đặt giống Photoshop.
Còn bên này á là để dễ á, anh sẽ để cho pen. Thì cái phần bên Photoshop á, thông thường á cái brush setting á, nó lại nằm ở chỗ này. Mà để dễ á thì thường á mình có thể ném kéo qua này. Mà nếu mà không có xài thường á thì mà muốn cho rộng á thì cứ ném vô đây lại, tùy mọi người ha. Thì đây nè. Brush setting nè. Chưa? Còn cái cell này luôn luôn là anh thường để ở dưới, chứ để ở mấy chỗ khác nó bị chiếm nữa. Lại anh chọn đây nó sẽ lẹ hơn. Rồi. Đó là căn bản một chút về cái phần giao diện. Thì cơ bản á, System Painter á, nó có thể em có thể chỉnh cái giao diện gần giống với Photoshop, để nếu mà mình làm quen với Photoshop á, mình có thể chỉnh. Và gần như á, anh nói á, là mấy cái như mod trong đây nè, cái này là mấy cái blend mod nè, thì mấy cái này gần như là giống Photoshop hết. Thì em cứ so sánh đối chiếu một cách dễ dàng nhất thì System Painter là bản nâng cao của Photoshop vẽ trong 3D, còn Photoshop thì sẽ là cái bản chuyên vẽ về 2D, nghĩ vậy thôi ha. Còn ra nữa anh sẽ cung cấp thêm cho em một cái tài liệu về System Painter, nhưng mà cái bản đó anh thường hay làm cho bản Handpen thì nhiều. Đây. Đi rồi. Đây, System Painter Handpen. Nói Handpen vậy á thì anh vẫn có giải thích sơ sơ về cái giao diện. Một vài cái về giao diện thì em có thể đọc thêm cái này để lấy thêm kiến thức, và một cái vài phím tắt trong này. Rồi. System Painter. Đó. Thì một vài cái phím tắt này á giống như á là tốt nhất á là em nên coi sơ qua cái này của anh trước, rồi sau đó em hẳn hãy coi tutorial về System Painter. Như vậy thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Để cho em có một cái kiến thức căn bản tổng quan. Thì những cái này về sau nếu mà cái nào á mà em cảm thấy nó không cần thiết á, em cứ skip skip qua chỗ lẹ. Mà thông thường thì anh yêu cầu nên coi từ trên xuống dưới hết. Và những cái chỗ nào mà em không hiểu em có thể hỏi anh. Đây, hoạt động của layer bên System Painter. Layer là gì? Layer là bên này nè. Thì bên System Painter họ cũng xài layer giống như bên Photoshop thôi. À, nghĩa là bên Photoshop ta làm gì thì layer bên System Painter cũng y chang như vậy. Nói chung á, thì xài Photoshop ra sao á, thì sẽ bên System Painter cũng y chang. Như cái câu này thì sẽ giúp cho em dễ hiểu, tại vì em đã hiểu biết bên Photoshop như thế nào rồi ha. Nhưng mà cái điểm mạnh của layer bên System Painter á thì lại liên quan đến một cái á, gọi là cái channel. Có nghĩa là bên System Painter á, tại vì nó có những cái kênh riêng dành cho vẽ hay hay là độ sâu nè, độ lõm nè, roughness nè, là cái kênh này để dành thể hiện cái độ nhám của cái material. Rồi metallic là nó là cái phần kim loại hay là phi kim. Đó, normal là cái mình bắt. Opacity á, là để cho nó thể hiện cái độ trong, độ mờ. Emissi là để thể hiện cho mình biết đây chỗ này nó bắt sáng, nó vẽ lên nó sáng như thế nào á, giống như cái bóng đèn của mình nó bắt sáng ra đó, chỗ đó nó phát sáng thì emissi sẽ á. Thì bên này nó sẽ cải tiến ở chỗ là bên System Painter sẽ có những cái kênh riêng biệt như thế này hơn. Rồi ngoài ra bên System Painter còn có một cái cao hơn nữa, đó chính là mask. Ví dụ như bên Photoshop mình sẽ có một mask như thế này, và căn bản á, cái mask này á, là em chỉ xài một lớp mask, ví dụ như vậy à, không em chỉ xài một lớp mask. Còn nếu mà em muốn có thêm một cái mask nữa, bắt buộc em phải tạo ra một cái group trên này
Rồi sau đó em ặc cái mask này, thì cái mask này sẽ là có liên quan đến cái thằng ở dưới, nó sẽ quản lý cái thằng ở dưới như thế này ha. Chưa? Thì cái này rất là khó, nhưng mà bên Supplementer á thì nó có một cái gọi là mask. Đây nè, anh sẽ ặc một cái white mask. Nhưng mà cái mask này á, nó còn sẽ có mask chồng mask, có lại là mặt nạ trong này nè, nó sẽ chồng lên nè. Ví dụ như bên này, kiếm cái khác đi. Đây, ví dụ như anh sẽ đổi cái màu này đi. Thì đầu tiên á, anh sẽ dùng một cái black mask là nó không có hiển thị. Được chưa? Rồi sau đó thì đáng lẽ là black mask thì nó không hiển thị, sau đó anh sẽ vẽ lên để cho nó hiển thị, là anh sẽ vẽ màu trắng nè. Chưa? Màu trắng thì tất nhiên là chỗ này nó sẽ hiển thị màu đỏ lên. Rồi sau đó anh có thể tiến hành anh tạo thêm một cái mask chồng lên nữa, là một cái mask ben nữa, thì chỗ ben này á anh sẽ vẽ màu đen. Thì đen nó sẽ mất. Thì ví dụ như tại sao mà anh dùng cái này, để mai mốt á anh không cần á, anh có thể tắt cái mask này để nó hiện thằng dưới, tắt cái mask dưới. Nó giống cũng giống như tính năng của một layer, nhưng mà mask trong đây á là mask chồng mask, và từng khúc này nó sẽ riêng biệt với nhau hẳn luôn. Ví dụ như em click qua mask thì nó mới hiển thị cái phần mask chồng mask trong này. Còn nếu mà em click qua một cái layer bình thường á thì lúc này á mask của nó sẽ ẩn. Nhưng mà bên này nó cũng gần gần giống vậy. Ví dụ như em mặc một cái pen nè, không, em vẽ một cái gì đó màu trắng lên nè, chưa. Rồi sau đó ví dụ như anh không thích này nữa, anh vẽ một cái khác, và thay vì là màu trắng và anh vẽ thêm một cái màu xanh lá này đi. Thì lúc này những cái, thay vì á em cứ tạo từng cái layer riêng 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 trên, mà trong khi em muốn group cái này nó lại thì nó rất là tốn thời gian. Thì lúc này chỗ này á, mask ở đây á nó sẽ hoạt động giống như là mấy cái tầng lớp này nè, nó sẽ hoạt động giống như là một cái group. Thì cái bên này á đối chiếu so với bên cái thằng Photoshop á, nó chính là cái dạng trạng thái mà gọi là re-ellipse mask. Không, re-ellipse mask thì lúc này á em sẽ vẽ trên này. Được chưa? Rồi sau đó em muốn cái mask này trong này. Rồi cái này để dễ hơn, anh sẽ làm một cái mới. Ví dụ như anh chỉ vẽ một phần này đi, một phần này thôi. Đây. Rồi anh tạo ra một cái layer khác, và anh chỉ, thì cái layer này chỉ nằm trong cái thằng này thôi. Ví dụ như anh vẽ màu xanh nè, thì lúc này nó chỉ nằm ở trong đây. Thì có nghĩa là lúc thằng này á, do cái re-ellipse mask á, nó chỉ phụ thuộc vào cái vùng của chỗ này nè, cái vùng của màu cam, cho nên em vẽ màu xanh mà có ra ngoài đi nữa nó cũng không có ảnh hưởng được, tại vì nó chỉ nằm trong cái vùng của thằng này. À, rồi sau đó ví dụ muốn nữa thì em lại tạo thêm cái layer nữa, và em vẫn hoạt động ví dụ như màu xanh dương nè, đúng không, nó sẽ đè lên màu xanh lá và nó vẫn nằm trong vùng của màu cam đó. Thì đo so sánh đối chiếu, đây chính là các hoạt động mà giống bên Photoshop. Được chưa? Ok. Rồi. Thì bên này á mình sẽ trọng về cách sử dụng về mask nhiều hơn là so với vẽ. Thì cái lý do tại sao á mà bên này á với lại bên Photoshop, anh thường chỉ tụi em á, thay vì tụi em vẽ layer màu trực tiếp thì tụi em hay sử dụng Solid Color. Tại vì sao? Để một mai nào đó ví dụ như mình không thích á, thì ít nhất á, cái màu này á, mình không thích màu này, mình còn chuyển đổi được ha, chuyển đổi được màu khác. Chứ còn nếu mà em vẽ chết bằng cái kiểu layer này á thì xin thưa, thì em đổi màu cũng được nhưng mà rất khó. Bây giờ anh muốn đổi màu này á, anh phải đi kiếm một cái adjustment nào đó để anh có thể chuyển đổi. Thì bên Supplementer cũng y như vậy, hạn chế đừng sử dụng layer mask, layer bình thường như thế này. Layer bình thường như thế này, một khi em vẽ xong á, ví dụ như em đổi màu khác á, là nó chỉ có đè vẽ chồng lên thôi chứ nó không có thay đổi, tại vì cách hoạt động này y chang bên Photoshop, thấy không?
Cho nên nếu mà em muốn á thì bắt buộc em phải tạo một cái gọi là fill layer. Fill layer này thực ra chính là cái solid color bên Photoshop. Ví dụ như giờ anh không thích màu này, anh thích màu đỏ, ok, đổi phát ra màu đỏ liền luôn. Tại vì đây là solid color chứ không phải là loại layer theo cái kiểu này. Và cái này nó sẽ không cho phép em bend. Nè, fill layer are not bendable, có nghĩa là cái fill layer á là nó chỉ là solid color thôi, nó không thể bend. Và tất nhiên là em có thể thay đổi những thuộc tính như grossness, metallic. Đúng không? Và nó sẽ dựa vào cái mask của mình mà hoạt động, ví dụ như em muốn nó hiển thị chỗ này vân vân, muốn hiển thị chỗ kia vân vân, thì nó sẽ rất là dễ. Ví dụ như bây giờ anh không thích nó là kim loại nữa mà anh thích nó là nhựa, thì lúc này anh đẩy nó về đây, em dễ dàng em chỉnh sửa được chưa. Rồi, đó là phần của mask cấp Ben. Rồi, chuyên sâu hơn nữa thì tạm thời lúc này anh sẽ không có chỉ em chuyên sâu, mà anh chủ yếu là anh sẽ demo và đồng thời anh sẽ để cho em có thời gian để em đọc. Còn hôm nay thì chủ yếu là anh sẽ demo về cách back. Rồi, lúc này sau khi xong mình sẽ quay lại back mask map. Thì ở đây anh sẽ có, khi mà bảng lên á, anh sẽ có những cái bảng như thế này. Đây là cái khi mà back á, mình sẽ chọn cái texture size. Cái texture size này á nó không nhất thiết phải giống như cái texture size mình đang hiển thị ở đây. Nó có thể nhỏ hơn. Nhưng mà tất nhiên càng nhỏ thì cái độ sắc nét và cái độ vỡ hình của nét của nó càng lớn. Cho nên anh thường hay để texture size lớn. Muốn rõ thì phải để texture size cao. Tất nhiên là tùy máy của mọi người thôi, máy của anh thì bác cũng lẹ. Rồi đến phần normal, mấy cái phần bên này thì tạm thời các bạn không cần để ý đến wall space normal, ID cũng không cần, position cũng không cần, thickness cũng không cần. Đây là những map gần như chuyên sâu, nếu mà làm cũng được, không có cũng không sao. Thì lúc này anh sẽ có để hiện cho tụi em thấy là ở đây mình chỉ cần curvature, ambient với normal là những map cực kỳ quan trọng. Rồi ở đây sau đó anh sẽ bắt đầu anh ép cái hai poly vào, hai poly nè. Còn nếu mà em sử dụng thằng lô back chính thằng lô thì em sử dụng cái nút này và em bỏ cái năng này đi, em bật cái này lên, có nghĩa là lô trừ sử dụng chính thằng hai luôn. Thì cái này á, đôi khi mà mình không có muốn bắt một làm, mình không có làm hai poly á, mình chỉ có làm mấy phát detail không á, thì gần như là nó cũng chả có gì khác á. Thì mọi thứ lúc này á em bắt trực tiếp thẳng lên luôn, nhưng mà ở đây mình có phát riêng và những cái detail riêng, cho nên mình có một cái file riêng. Rồi cái frontal distance này giống như hồi bữa anh có dạy. Lúc ban đầu thì mình chắc chắn mình không có biết frontal distance này có đúng hay không, phải coi kết quả nó có bị cắt gọt hay sao đó, lúc đó mình sẽ chỉnh tiếp. Normal trong đây thì không có setting, chỉ có IO nè. Cái này càng đẩy về cao thì cái chất của IO á nó càng đẹp, nó càng mịn. Nhưng mà càng đẩy cao thì tất nhiên là nó render bằng CPU nha, thì nó sẽ càng lâu vậy thôi. Curvator cũng y chang như vậy, cho nên nó thường thôi. Mấy này anh tạm thời anh cũng chả có lo lắng, anh cũng chẳng có chỉnh sửa gì. Giờ anh back nè, đầu tiên là anh sẽ coi coi cái tính chất back của anh đó, nó có bị hư ở đâu hay không. Được không? Thì để coi được á, mình sẽ có thể bấm F1 để cho F2 để cho nó full hết nguyên cái 3D nè. Và sau đó mình có thể tiến hành nè. Đây à. Đây mình có những cái lỗi nè. Rồi, anh sẽ tiến hành kiểm tra normal trước nè. Đó. Và ở đây lúc này anh có những cái lỗi như thế này.
Dạ. Thì để coi tại sao nó có những cái lỗi như thế này thì bắt buộc anh phải quay trở về lại thằng lâu này. Rồi, ở đây là chẳng có cái gì đó. Thì lý do tại sao lỗi ở đây thì giờ mình tiếp tục mình tìm hiểu. À, đây là normal, rồi bây giờ đến thử IO. Đây cũng có nè. Mình có chọn lúc đầu mình kiểm tra lại coi thử cái này mình có chọn sai không. Low nè. Thì để cho chắc chắn anh sẽ xin cái này lại và anh import lại thử. Kiểm tra lô chắc chắn là lô đúng. Rồi. Cái này chắc có vấn đề gì đây mà tự nhiên bật vô lại hư á. Rồi nêu lại. Dạ. Rồi import lại thử. Thì thường mấy cái lỗi mà bên kia vậy á, anh phải đi kiểm tra lại mấy cái thằng export của anh á, nó có chính xác nữa, có bằng bị lỗi gì không cái đã. Rồi, đây không có bị gì. Wow, ở đây cũng không bị. Thì có khả năng ở đây á là do anh để frontal distance nó hơi bị thấp. Thì khi đó nó không có bao bọc được cái vụ này. Đó chính là lý do vì sao mà lúc ban đầu á anh không nói, anh không biết chắc là nó có đúng hay không. Giờ anh sẽ thử. Đây. Khi mà bắt đầu đó. Có nghĩa là thấy không, rõ ràng là cái frontal distance nó rất là quan trọng. Khi mà nó đủ sức để nó bao được cái khúc này á, khi thằng low á đủ sức bao bọc được cái thằng hai á, chính là cái frontal distance của mình á, là lúc đó là nó sẽ không bị lỗi. Còn nếu mà nó bao bọc không được á, cái frontal mà nó không đủ cao để bao luôn cả cái khúc này á, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra cái lỗi như vậy. Ở đây mình vẫn còn một cái lỗi nhỏ. Cái gì đây? Ví dụ như 0.07 thử coi. Ồ. Rồi giờ thử đẩy cái thằng rear. Ok. Thì có nghĩa là tại vì á, nếu mà coi lại cái hình cũ của mình á, đây. Thì cái khúc này nè, không? Từ frontal distance có nghĩa là từ cái thằng, từ cái bề mặt này của thằng lô nè, nó sẽ đập ra, đập thẳng ra trước.
và nó sẽ bao bọc và nó bắt lại. Còn cái rear distance á là cái từ cái khoảng này nè, nó đánh về sau. Được chưa? Khi mà nó đánh không đủ á thì nó không có bắt được cái vị trí này, tại vì chỗ này anh đang làm lõm, hiệu ứng lõm đó. Lý do đó mà hồi nãy anh vừa nâng cái thằng rear distance là để nó có thể đi vào trong để bắt được cái hiệu ứng lõm ngay chỗ này. Thì khi mà sau khi mà làm xong á, em sẽ có được một cái thằng lô mà với những cái detail như thế này. Chưa? Thì tất nhiên đây là mình đang làm cái bài tập để mình hiểu được những cái phát detail. Cho nên những cái chỗ này là mình chỉ có thể là nhìn thẳng thôi, chứ không thể nào mà đi so sánh là a thầy ơi chỗ này nó thiếu độ dày quá. Tất nhiên mình đang làm gì, mình đâu có dựng độ dày thật cho nó đâu, mình đang học cách để làm một cái lõm, một cái detail giả cho nó mà, đúng không? Thì khi mà nhìn ở đây mình vẫn có thấy được cái sự lồi lên nè, rồi mấy cái nút nè đó, mấy cái này nè, rồi trên đây, rồi trên đây có bề mặt của cái phần ống kính. Còn cái phần dưới là gần như là anh sẽ không có cần, cho nên em không quan tâm. Thì chủ yếu là mình sẽ tập trung và làm đẹp cái phần này, như là cái phần này dựa trên cái concept trên đây. Mình có thể lấy cái phần này để cho ở đây nè, còn cái bên kia thì mình làm bên này. Tất nhiên á, nếu mà em thích á, em có thể đổi màu trắng này thành màu đỏ bên này, tại màu đỏ bên này nhiều khi nhìn nó cũng đẹp hơn, nó nổi bật hơn là cái gì cũng trắng trắng trắng. Ở đây chữ đã trắng rồi, bên đây cũng trắng nữa, cũng không có được đẹp lắm. Lấy cái ý tưởng từ bên thằng này đẩy qua thằng kia. Đó, đây là cái bài giảng hôm nay của anh dành cho em. Em có cái gì cảm thấy thắc mắc không? Cảm thấy dễ không? Tương đối thực hành được. Thì cái tiếp là mấy ngày nghỉ này á là em không có làm gì nhiều, thì chủ yếu là em sẽ còn phải ngồi nói anh ấy thầy một câu á, là đúng cá nhân á, nhưng mà anh coi mấy cái này không á anh sẽ rất là buồn ngủ. Anh còn buồn ngủ đừng nói như em, nhưng mà khi mà muốn mà có kiến thức thì bắt buộc anh cũng phải chấp nhận là con mắt của anh một bên mở một bên nhắm luôn á. Chứ em cũng tự học cái bài cũng vậy, bao 30 bài cũng vậy anh, mà thấy vừa học vừa thực hành thì nó mới đỡ buồn ngủ. Thì em cứ ngồi mở sẵn đi, mà mình mở sẵn system mentor, sau đó ví dụ như mình thích cái gì đó thì mình có thể nhiều ngồi một vọc. Nhưng mà khuyên là lúc ban đầu á nên coi sơ qua lẹ để cho mình biết nó là cái gì trước. Vậy không có kiến thức về cái đó thì có làm mấy này cũng nó nói chung là nó hơi bị khó. Sau đó là anh sẽ dần dần giảng lại những cái tính năng bên thằng Clayer này, sẽ đi chuyên sâu hơn về mấy cái generator nè, band nè, fill nè, và anh sẽ chỉ cách phân tích texture. Điều này rất là quan trọng. Ở đây anh nói nha, ở đây mọi người có một cái phần bên cái self nè, nó có một cái mấy cái material, cái smart material này có sẵn nè. Cấm các bạn lúc đang học với anh mà đi ngồi quất cái này thẳng lên, đem cái này thẳng lên, là anh cấm. Nói thẳng luôn là cấm, không được xài những cái này. Đây là những cái mà chỉ hỗ trợ về sau các bạn hiểu được cái vấn đề các bạn làm. Còn bây giờ anh buộc các bạn phải học cách phân tích từng lớp từng lớp. Ví dụ như cái mass material này á, tự nhiên các bạn ôi thầy ơi ở đây em có sẵn hết mấy cái này rồi, em ngồi em làm gì nữa thầy, chi cho tốn công vậy. Nè, ví dụ như có một vài cái về thằng đem này đi, này chắc cũ quá nó cũng chả có gì trọng. Coi Iron O. Này đi, đó. Thấy không? Thầy ơi, trời ơi, em bỏ vô lẹ không thầy, cần chi phải phân tích nữa nè, em có nè, kim lại nè, ố, đẹp chưa? Dễ không thầy? Vậy thầy bắt em làm chi chó mệt vậy? Đó. Tuyệt đối nghiêm cấm.
cái mình đang học là tạo ra những cái nền căn bản dựa trên những cái thằng này, nghĩa là mình tạo từ A đến Z để cho ra cái chất liệu này, chứ mình sẽ không có để sử dụng thẳng, tại vì cái cách này chỉ sử dụng khi mà em đã thực sự là một người có kinh nghiệm. Em đã có kinh nghiệm và em không có cần phải qua những cái bước này nữa, có sẵn thì mình xài, còn không có thì thôi. À, tuyệt đối là nghiêm cấm các bạn. Và anh thực tế á, là khi làm bài test đó mà có những người á, họ gần như là lấy những cái này có sẵn, sau đó họ ben ben thêm chút 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 làm cho nó khác, nhưng mà kết quả là rớt sạch. Lý do tại sao họ dùng cái có sẵn chứ không phải là họ sử dụng cái kiến thức làm nền, mà khi họ dùng cái có sẵn á, họ không hiểu rằng ví dụ như mấy cái base color là màu như thế này, sau đó nó còn phải có sự khác biệt giữa mấy cái rod snip nữa, chứ không phải rod snip trơn như thế này là được. Rồi metallic phải có một cái gì đó, nói chung á, là trên này á, nó gần như là trống trơn à, cái rod snip của nó gần như là không có gì nhiều á, nó chỉ có một màu trơn. Thì đây là cái kèo mà bị đánh rớt rất là nhiều nè, vì sử dụng những cái này có sẵn mà không hiểu là những cái này để dùng có gì và mình cần cái gì để tạo lên một cái lớp đẹp. Ví dụ như thấy ở đây ha, giờ mình mở thêm một cái này đi, đây bài bài huyền thoại của lớp mình. Mấy bạn này bạn kia có ai nhớ bài huyền thoại này không vậy? Đó, mấy bài hiện tại như thế này các bạn làm lại, cảm thấy mình có tự tin vào khả năng làm đẹp nó lại không? Tất nhiên nè, toàn bộ ở đây khi mà anh làm nè, anh không hề dùng những cái gì có sẵn, mà tất cả những cái gì ở đây á, anh đều phân tích lên từng lớp từng lớp từng lớp. Không, đây là base nè, cái base nè, sau đó anh phân tích lên coloration nè, là cái sự đa dạng về màu sắc nè, bấm C nè, bấm C là nó sẽ đi vào từng mảng chuyên nè, đây là base color của mình nè, nó sẽ bắt đầu có màu nè, không rồi rod snip nè, nó có trơn một màu không? Đâu có đâu, nó sẽ có những màu xám mạnh, màu trắng mạnh, màu đen mạnh, vân vân. Nó sẽ tạo ra cái bề mặt của này, nó có những cái phần khác biệt, ánh sáng đập vô nó sẽ rất là khác. Rồi thêm đó từng lớp thêm nữa cho nó có về sự khác biệt, không phải là thêm màu không, mà lúc này á, nó có sẽ có sự khác biệt ở trên những cái phần khác nữa. Đây, tóm lại là mình sẽ phân tích từng lớp để cho ra, không có xài nguyên mẫu nhảy vô. Đó, đây là cái bài thứ hai em sẽ làm, còn bài thứ nhất là đơn giản là chỉ cái len kia thôi. Len kia là anh chỉ cần em hiểu cách lên và chưa có độ variation về cái roughness như thế này đâu, mà lên bài thứ hai chắc sẽ vậy. Thì những bài này nghe thì thấy đơn giản, nhưng mà để làm đẹp thì là một chuyện khác. Có rất nhiều thứ các bạn nhiều khi các bạn cũng chưa đủ trình để các bạn hiểu được cái ý nghĩa của bài này, nghĩa là có những người á, mà cảm thấy ủa thầy ơi mấy cái bài này vật nó nhỏ quá, nó cũng chẳng có cái gì đặc biệt hết đó, không? Nhưng để làm đẹp nó, bạn đủ sức làm đẹp không? Bạn đủ sức làm đẹp thì anh cho làm khác. Vậy đó, ai kìa, em biết chiên trứng không? Vỗ Tùng nè, biết chiên trứng không Trần? Rồi thấy các bạn chiên trứng, các bạn chiên không hay là các bạn nêm nếm gia vị? Trứng gà đi. Trứng vịt thì có. Đúng không? Vậy theo các bạn thấy trứng gà ngon hay trứng vịt khi đó làm hai hai một cái nêm với cái không nêm, cái nào sẽ ngon hơn? À, vậy vậy là có hơi cái này thì ok, tùy các bạn thôi ha. Tại vì đối với một người á, mà có vị giác mà gọi là nhạy á,
thì tất nhiên cái vị nêm á, nó sẽ rất là quan trọng. Tất nhiên á, khi mà trứng vịt các bạn nêm mà nêm mặn chát thì tất nhiên là cái trứng gà không nêm nó lại ngon hơn nhiều. Chính xác không? Đây. Ví dụ như ở đây trứng vịt nè, thấy không? Các bạn nêm mặn chát xong thành một mấy mấy cái hình đẹp đẽ nào đó, nhìn vô là các bạn muốn bật ngửa. Với cái mà các bạn nêm trứng vịt mà ở mức độ gọi là ngon thì nó sẽ khác. Rồi, Tùng còn thắc mắc gì nữa không? Ok, anh đã cung cấp hết rồi. Thì tóm lại mình sẽ em sẽ ngồi coi cái file supplementer chấm PowerPoint trước. Coi đó sơ qua trước đi, rồi sau đó ngồi luyện 25 bài. Sau khi luyện xong 25 bài, bắt đầu nhảy vào cái lên. Thì anh định cho em sẽ là ít nhất là thứ tư em phải luyện xong cái đống video. Luyện xong đống video anh chưa cần em phải rành nha. Sau đó anh sẽ giảng, vừa làm cho em cái len, demo cho em cái len, vừa giảng một vài cái công thức. Rồi, thì thôi, kết thúc ở đây. Rồi, không vấn đề. Mà em đã làm xong chưa? Thật kia cái chạy cái bài của công ty là em làm trong 8 tiếng công ty thôi. Sau khi hết 8 tiếng đó em không còn thuộc về cái thời gian làm công ty nữa. Mà cố gắng đi, mấy bài đó vẫn còn đang dễ. Có gì sửa chưa xong thì nhớ báo cho chị để mình biết, thì chị trễ cái đó là không phải vấn đề của mình lắm. Còn mình là chừng nào thực ra mà chưa có ai sửa hoặc làm gì đó mà mình trễ á, đó mới là vấn đề của mình thôi. Đó thì bây giờ mấy anh mới nói đúng là cái anh nói đúng không? Có nghĩa là cái tổng thể á, mà tụi em lúc ban đầu mà không gò á, là về sau là các em sẽ cực. Giờ anh nói lúc ban đầu có thể là tụi em chưa có hình dung được thì thôi cứ để ăn hành ít ít một chút đi rồi cho nó biết mùi, dần dần nó sẽ hiểu. Giống như sẽ có một vài trường hợp á, mà mình giỏi về tester thì mình sẽ lấy phần tester đó bù qua bên lại. Ok. Cũng lỗ là do tụi em ngồi hôm bữa anh có giải thích cho giống như bên nè. Để N-gon mà bên đây nó còn bị nhấp nhấp nè. Rồi bên này nó cũng bị nè. Em có nhớ là anh kêu mỗi lần em nhấp một điểm á là em giữ control đếm nhấp vô điểm đó không? Đó, cho nên mỗi lần làm vậy phải nhấp nè, ví dụ như bên anh nè, không? Giờ anh xóa nè, giờ bình chỉnh sửa rồi nè, anh sẽ bỏ đi ra. Rồi mỗi lần vô đây nè, anh sẽ giữ control để anh nhấp vô nó, chứ anh không có nhấp thẳng vô kiểu này ha.
phải giữ control nó để nó chọn thành cái trạng thái chọn điểm. Nhấp vô đây xong chạy qua đây. Đây. Rồi lại. Ở đây nè, có bị cái này sai nè, bỏ tiếp bên này nè. Chọn bên đây lại. Nhấp chọn control nè. Nhấp control nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở đây anh nói rồi, cái thằng Zeros nó sẽ có những cái bất lợi mà mình cũng gần như là chịu. Như đây em có làm gì. Rồi. Nhấp lại nè. Thì cái này đó. Xanh đỏ gì cũng được, đó không phải vấn đề. Nhưng mà cái chỗ này nè, em cũng giống như tình trạng của bên Hiệp. Có nghĩa là cái mũi của em á, em chỉ dành có một đường lưới ngay chỗ này thôi. Thì cái chỗ này của em nè, khi mà anh tắt nè, nó nhỏ quắt luôn nè. Và đường lưới ở đây nó cũng đang sai nè. Cái này là do mình chào gì? Hình lớn gì? Thì ở solo nè. A nè. A nè. A là review đó. Chính là bên này nè. Nè A nè. Nó chỉ là review thôi. Rồi bấm A lại nè. Thì bên này của mình đang có cái này sai nữa nè. Nè. Từ đây chạy qua đây nè. Không. Anh nhả lại nè. Rồi nó bị cứng nè. Bỏ đi nè. Quét bên ngoài nè. Di chuyển lại được nè. Mà chỗ này anh sẽ xử lý lại. Rồi cái này giờ đầu tiên anh sửa lại cái phần này trước đi. Rồi tính. Rồi giữa ngay cái phần này nè. Giữ control nè, nhấp control nhấp vào đây nè. Đích vào đây để cho chắc chắn là phải chọn được cái điểm này nha. Nên phải luôn luôn là cứ chọn điểm là phải giữ control. Sau đó rồi cứ buông ra. Đúng không? Rồi anh chạy trên đây nè, anh chạy trên đây nè. Trên đây còn dư điểm nè, bỏ nè. Lại nè. Thì cứ mỗi lần ạt thêm điểm á, cố gắng mu nó ngay vào luôn. Để nó, tại vì á, khi mà em thêm điểm á, là nó vẫn giữ nguyên vị trí nha. Em mu lên xong nó mới snap. Thực sự là nó snap trên cái đường poly, hai poly này. Thì phím ngay là phím raw, chính là phím chữ W nè. Cái bên đó là VDUP. Nó rất là lẹ mà. Xài. Anh nói rồi, em phải làm quen lại mấy cái phím đó. Mà ủa mà vi phím W với phím VDUP là giống như bên Maya thôi mà. Có nha, cái này là buông luôn nha. Tất cả các chương trình anh đều xài bằng phím tắt di chuyển nhiều á. Phải tập đi. Bỗng Âu cắm control rồi đó, QVWE cũng có là làm sao làm mấy này. Ngồi cứ mỗi lần lên đây hả? Rồi di chuyển ở đây hả? Còn lao quát nữa. Rồi nói chung là chạy lại đường trên đây nè. Đó. Sau khi mà thêm đường thì nhớ di chuyển để nó nằm lại trên polygon trên hai poly mình nè. Rồi đôi khi mà bị lỗi gì đó thì xóa sửa. Đúng không? Để cho nó nằm lại trên chính thực tế trên cái mặt nó luôn. Đấy, không là em cứ đi thêm giữa cái là nó cứ nằm nằm thọt ở dưới mà thọt theo đường thẳng nữa vô nghĩa.
Zombie hơn xuống nhiều là sao? Thì chắc chắn Lomuli là không thể nào mà full được giống như thằng hai rồi, cho nên chắc chắn sẽ có cái tình trạng mà nó nằm ở dưới hoặc là nó nằm ở trên, đó là chuyện bắt buộc rồi. Càng ít thì tất nhiên là nó không có bao được hết thì nó phải nằm nó cắt phân ra thôi, đó là chuyện bình thường. Rồi ví dụ như chỗ này sửa lại nữa nè, đường lưới này nó đang thẳng nè, không hồi nãy là sửa là đây, giờ đang đắt lại chỗ này cho lên đây lại với đường chỗ này nè, bỏ nè, bấm nè, đi lại theo hướng nè, theo hướng flow của cái khối như chỗ này nè, em để nó thẳng băng cũng được, nhưng mà khi mà nhìn ở mấy cái góc này đó, nó sẽ mất cái khối như chỗ này. Rồi di chuyển ra lại cho đẹp. Rồi ví dụ như chỗ này nè, thấy anh cảm thấy được nè, anh sẽ cắt cái đường này tiếp nè. Đường nè, đường nè. Đó. Sau đó di chuyển cho nó nằm trên mặt phẳng. Rồi đây nữa. Tại vì á Gyros đó nó sẽ có một cái cực tốt là khi mà nếu mà cái khả năng mà xử lý trong Maya Hyperboli mà em khi mà em export ra em bỏ vào Maya để em đi lại lưới lô á, thì có khả năng nhiều cái có khi á Maya nó xử lý không nổi hoặc là bỏ vào á cái file nó chạy rất là lâu, thì lúc đó file nó quá nặng rồi. Còn mấy cái này cũng bị nè. Thì lúc em làm em phải cố gắng kiểm tra chat, cái này rất là quan trọng. Ví dụ như anh làm á, anh phải ngồi làm xong anh kiểm tra rất là nhiều, phải không? Cá nhân anh làm anh cũng sẽ kiểm tra, thì đây gọi là kinh nghiệm thôi, em chưa có kinh nghiệm nên em chưa có hiểu. Thì khi trong quá trình làm mà với cái này á, bắt buộc là em phải ngồi kiểm tra đi rất là nhiều. Đúng rồi, kéo tay. Nhưng mà thật ra kỹ năng kéo tay này lại tốt nha. Nói chung á, những cái kéo tay á, gần như hoặc là làm bằng tay á, thủ công á, người ta gọi là thủ công á, thì nó lâu, công nhận nó lâu, nhưng mà nó lại tạo ra cái nền tảng rất là tốt để mình xử lý những cái đường lưới đẹp. Còn cái thằng kia á, mà không cứ ngồi, nói chung là tụi em ở cái gì đây, đường giữa mà tại sao đi cắt như thế này. Đường giữa mà thì khi mà ngồi làm với những cái kỹ năng mà thủ công như thế này á, nó sẽ giúp cho mình á, mình điều tiết rồi về sau mốt mình làm những cái nhanh hơn nó sẽ tốt hơn nhiều. Chứ còn lúc ban đầu mà kỹ năng không có mà cứ đòi cứ làm theo kiểu mà làm để cho lẹ, kiếm chưa có quen tay, chưa có rành mà đi hay kiếm cách làm cho lẹ thì cái kiểu đó là cái kiểu mà dễ chết nhất. Cái đó là tay nghề về sau nó không có được nâng cao. Anh là một thằng cũng chuyên hay đi kiếm kỹ thuật để ngồi cải tiến, nhưng mà cái lúc đó là anh đã có cái nền tảng rồi, thì khi đó anh mới đi tìm hiểu làm sao để cải tiến thôi. Còn cái lúc ban đầu á là anh cũng chơi cái kèo kéo tay không à. Cho nên anh rất ngại cho tụi em xử, anh bây giờ anh cũng chưa có chỉ cho tụi em cách nào làm cho lẹ mà.
có nhiều cách để làm lẹ, nhưng mà lúc này á, cố gắng, đây là cái nền tảng đi lưới lô nè, phải học cách nè, chứ không phải đi ngồi sử dụng một cái gì đây. Trong đây nè, trong đây em làm dính một nùi ở đây nè. Tập làm quen thôi, anh chịu. Cái này là ở căn bản của nó rồi, không có làm gì được á. Một cái kiểu này nè, cho nên nó khi mà làm á bắt buộc phải xoay rất là nhiều, không? Nó tập kỹ năng để xoay cho rất là nhiều. Nơi này giống giống như nè. Khúc này là phải chạy lên đây nè. Thì cách đặt á, phải coi coi cách chỗ nào mình đặt tốt, chứ không phải là muốn đặt tùm lum là đặt nha. Phải xoay để coi coi nó có bị lõm, bị lủng hoặc là bị đâm xuyên ở đâu hay không, phải ngồi xoay tới xoay lui như thế này. Ngay cả khi mà tụi em thấy anh ngồi làm gì đó không? Rõ ràng là anh xoay rất là nhiều. Dụ như cái mộng nè, cái mộng ở chỗ này nè. Ok. Thì em có thể để cho đường là một đường ở đây nè, còn đường tiếp tục nó chạy đây nè. Đây là lưới tam mà. Là ngại gì? Đừng có để cho nó chạy theo kiểu mà loạn xà ngầu. Lại chỗ này nè, anh có thể là khi mà anh tưởng tượng với độ sâu nè, tất nhiên nó không phải là độ sâu thật, nhưng mà khi em nhìn ở đây em cũng đâu có ngắm được cái độ sâu nó đâu. Lúc này á anh sẽ để normal nó xử lý cái chỗ này nè, nhìn ở đây nè anh vẫn thấy độ sâu nè, thì normal nó sẽ xử lý chỗ này, chứ thật sự anh đâu cần thấy lưới như chỗ này, đâu cần là thấy lưới mà nó chạy thẳng vô đâu đó. Nè, anh đâu cần phải đi kéo thẳng. Thấy không? Anh đâu có cần lưới nhiều ở đây. Tụi em quên một điều nha. Đây là lô poly. Không phải lúc tụi em làm lô 2 poly. Tụi em làm những cái lõm này, nếu mà tụi em cứ sử dụng một đống lưới như thế này, khác gì em đang làm 2 poly. Quên đúng không? Tụi em bị nhầm. Nó chính xác là tụi em hay bị nhầm lắm. Nên dùng cách dùng lưới ngay chỗ này á, tụi em đáng lẽ là nó không có cần thiết nhiều, mà tụi em xài cho một nùi ở đây. Mà thực tế là chỗ này đâu có cần phải nhiều, tại vì đây là thằng lô anh cần là lô là để hiển thị mấy cái này cho nó tốt mà, thay cho thằng hai mà. Chứ còn có mỗi cái lỗ tai nè, em có thấy không? Tự nhiên tại sao nguyên cái mặt cái lưới nó không có nhiều để thể hiện mấy cái chỗ này, mà tự nhiên cái lỗ tai nó không có cái gì chi tiết gì nhiều. Nó cũng không có phải là cái điểm mà để thu hút ánh nhìn của layer vào, mà tự nhiên em để lưới một đống nùi ở trong này, thấy có gì đó sai sai không, bất hợp lý không? Cho nên á cái gọi là cái ru á, cũng phải gọi là cái ru nữa. Ok, sao nó đập trong đây luôn rồi, cái này cẩn thận nha, đập xuyên nhiều quá. Thì cái ru ở đây á, là phải làm sao á, nhìn làm sao á mà để cho nó nè đánh xuyên qua hết luôn rồi. Ừ, không, thay vì từ đây nè đánh ở trên nè em hả? Tại vì á cái lỗi này của em á là khi mà em làm á, em không có nhấp cái phím control vào mấy cái điểm, hoặc là em nhấp cái phím control nó sai nè, không đáng lẽ phải lên đây mà tự nhiên nó cái cha thằng nào cũng đâm thẳng vô đây á là tiêu à. Ừ. Tiếp nè, hai thằng này nè đâm vô đây hết trơn à. Nên khi làm là cố gắng mình xoay càng nhiều càng tốt.
không, mỗi lần anh di chuyển điểm là chọn điểm là anh giữ phím control anh nhấp liền á, cứ vậy đi cho quen tay. Mask là tại vì em nhấp ở bên ngoài, còn này là ngay điểm và tàu, chứ chỗ này làm sao mask được. Tử khi là em di chuyển ra chỗ nào khó khác thôi, chứ còn ngay gần gần khúc này nè, thấy không, nó tự dụng em, anh đâu cần chính xác vô đâu, tự động nó sẽ snap vô cái điểm này à, em rơ rơ nó gần đó là được. Rồi chỗ này đi lại cho nó hợp lý, vô giữa, vô giữa đây không cần nhiều nè, thì anh sẽ đánh nè, rồi qua đây nè, đúng không, trong đây không cần nhiều nè, đánh nè, nên retopology không phải là cái môn mà muốn làm cho xong thằng hai cho đã rồi nhảy vô làm retopology một cách vô tội vạ đâu, phải có cái những cái gì đó riêng của nó nữa. Chấp đây luôn, đây cũng không cần gì nhiều, đây là sao mang tay, mà sao mang tay anh đâu có cần hả, có thằng nào thấy sao mang tay nhiều đâu đó. Bấm A nè à. Mà em cũng nên cần bấm A rồi sau đó em coi di chuyển nhiều chỗ khác để em thấy được cái lỗi, nếu mà nó bị vậy nè là lỗi nè, em có thể bấm solo và bấm A nè, solo isolate thôi, isolate của mày ra đó. Đúng. Nè không, đi từ đây xuống không có đường đầy thẳng nè đó, rồi lỗ mũi nè, lỗ mũi này giống như anh nói rồi, cái chỗ sâu chiều sâu này á, nó vốn không cần, mà đã không cần á, thì mình không có cần phải thêm lưới quá nhiều. Di chuyển lại cho nó đẹp trước đi. Ừ. Thì anh sẽ lấy một điểm ở đây thôi, rồi còn lại nè. Đó. Nhưng mà ở đây nó đang bị thiếu cái độ dày nè, rõ ràng luôn. Thì lúc này á, anh sẽ sửa lại bằng cách anh sẽ làm cái độ dày ở đây. Vậy đường lưới này đi sai nè. Đây là cái vòng nè. Đây là sẽ có một cái độ dày đi theo cái vòng nè. Mà ở đây thì lại không có nè, từ đây nè, anh sẽ sửa lại đi theo một cái đường vòng nè. Đó. Và bây giờ mới phát hiện em đang bị đường trung ốc nè. Thấy đường trung ốc không? Thấy không? Nếu mà anh đi tiếp nữa là bắt đầu lại chạy thành đường trung ốc nữa. Nó không phải là vòng lặp. Đây. Thấy đường trung ốc không? Đáng lẽ nè, cạnh sông nè, cạnh sông nè, chạy đây nè, chạy đây nè, chạy đây nè, chạy đây nè. Đáng lẽ là phải nối vào đầu này. Mà lúc này nó không nói vào mà nó lại đi qua đến đây thì nó sẽ thành cái vòng xoắn ốc, vòng xoắn ốc, vòng xoắn ốc, vòng xoắn ốc vô nữa. Thì đây là cái sai cực kỳ luôn. Anh cũng sai chứ đừng nói chị em, cho nên khi mà làm này á phải coi thử cẩn thận xác nhận lại, ví dụ như bây giờ á để cho nó kết nối lại thì anh sẽ bỏ cái đường này để cho nó kết nối lại chỗ này nè. Bỏ cái đường này luôn. Rồi cái chỗ này trên này nè, bắt đầu nè, anh sẽ sửa cho nó kết nối lại. Đó, là để cho cái vòng này nè, nó có thật sự là một vòng chạy. Có mấy con mũi đang bay bay ở đây, rồi kế tiếp nè, tiếp tục nè, anh sẽ chạy nè, chấp nhận có lưới tam nhưng mà cái đường của nó phải nhìn thấy có đường chạy đàng hoàng à, sau đó anh tiếp tục anh sửa lại chỗ này, nói lại đặt vô
Thì đây nó sẽ xuất hiện đường giữa. Đó. Rồi, đây cũng giống như hồi nãy anh nói, thay vì anh ngồi làm thêm nữa, không cần. Chỗ này. Rồi, bấm A. Chưa, lúc này ở đây nó có độ dài lại rồi nè. Sao rì tập bô dễ không chân? Với lại đây chỉ là mình có đi làm một cái mới cái đầu thôi, mình chưa thật sự là đi làm tới tay chân gì đó. Thì mốt tới tay chân các bạn nên tìm hiểu thêm nha, thì nếu mà anh giảng hết toàn bộ cái đống đó thì không biết bao giờ xong á. Và phải tìm hiểu thêm, chắc chắn là phải tìm hiểu thêm mọi thứ, ngay cả khi mà em học một cái gì đó, giống như ở hay học ở đại học người ta sẽ yêu cầu tụi em nên về nhà tìm hiểu thêm, nhưng mà ở cái thời điểm đó gần như là mê chơi chứ ai chẳng ai tìm hiểu đâu. Mà những cái lời đó thật sự của mấy ông thầy là đúng, muốn học tốt chuyên sâu mà đi theo con đường đó là bắt buộc phải tìm hiểu thêm, chứ một cái bài giảng của ông thầy thời hạn có nhiêu đó mà sao giảng hết được. Rồi, tiếp tục cái vòng mắt này nha. Em phải làm vào bên trong nữa chứ cái này á, em nghĩ coi nếu mà làm tới đây rồi không lẽ khi mà em làm con mắt nó chỉ vậy hả? Rồi. Lẽ ra là em không có nên chia như thế này, mà em cứ chia nhỏ ra phân nửa là chạy thành một cái đường vòng, rồi chấp chạy thêm một cái đường vòng bên ngoài nữa, đừng có chia ra theo khối như thế này. Tại vì chỗ này á, thật ra cái khối người ta đa phần là người ta đập thẳng con mắt vô như thế này, thì những cái khối ở chỗ này nó sẽ thông qua normal map thể hiện. Trên lúc này em chia khối đường lưới như thế này, nó em sẽ thấy là nó vô nghĩa, nó không có tác dụng. Nên giống như các anh làm á, anh không quan tâm chỗ này có khối, anh cứ ngồi chạy một đường vòng trước rồi sau đó tiếp tục chạy một đường vòng nữa. Thì cái này là về sau em cần phải sửa, nhưng mà thôi ở đây như thế này thì thôi, cũng tại vì á, cái này nó không có làm anim cho nên nó cũng không có phải vấn đề quan trọng, mà về sau thì phải khác à. Rồi, hai mí chồng có đi nguyên đường thôi. Em hiểu hay bây giờ em đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì thôi. Còn nếu mà không hiểu thì anh có thể sửa lại nè. Đầu tiên anh bỏ nè ha. Thấy bỏ không? Anh sẽ để cái này lại. Để này lại. Nói cái này lại. Nói cái này lại. Đúng không? Đồng thời á, anh sẽ đi thêm một đường, là anh sẽ đi từ đây nè, nhấp vô đây nè, đi giữa nè, giữa nè. Tất nhiên mỗi lần giữa là anh phải ngồi di chuyển để cho nó thật sự là cái điểm nó dính ở trên cái mặt. Ừ. Đó, chấp nhận đi như thế này là để sao, để khi mà người ta làm cái trạng thái mà nhắm mắt từ trên nó kéo xuống, nó sẽ đủ lưới. Trước đi rồi sau đó di chuyển sao đây đó, nó sẽ là vòng như thế này, bất chấp kệ này kệ nó. Sau đó rồi anh sẽ đi vào trong tiếp, đây là một đường nè, đường giữa nè, đây là đường giữa nè, không, từ đường giữa này bắt đầu đi thêm nè. Thì này nó hơi bị khó chút nha,
Thì thay vì là kết nối thẳng đi nguyên đường á, thì bây giờ cứ thực hiện theo kiểu á, phân vô từng khúc trước như thế này, chưa cần nối đường. Anh sẽ để đường thẳng trước. Đó. Những cái này là phải xoay góc rất là vất vả, phải chịu thôi. Cái này là chưa, anh chưa nói đến phần làm miệng á, tại vì hiện tại á, mà chỉ về cái phần làm miệng cho tụi em nữa, kiến thức của tụi em lúc này hơi bị khó. Thì giờ anh chưa có yêu cầu là phải mở miệng, mốt làm miệng là rất là cực, là em phải biết canh trước cái base của em đó, là cái miệng á, nó phải được mở chứ không có được ngậm, phải làm bên trong họng. Chứ qua đây mà làm á là làm không được đâu, đi rì tập bô bên đây là rì tập bô không nổi đâu. Là phải làm trước cái base đó, anh nói cái base đó nha, rồi em có thể làm bên Maya trước cũng được đó. Thôi nói chung là mốt thì cho tao tính đây, có vòng bên trong rồi nè. Thì để khi mà bật cái con mắt lên đó, đó rồi của em sai cái lỗ tai nhiều lắm, bấm A nhiều, có những đường lưới nó chưa có kết nối lại. Rồi fix của Trân như thế này. Còn bây giờ thì mình vào với cái phần mà back, thì anh đã làm cái phần mặt rồi. Ok, thì giống như anh dạy khi xưa là thằng lô đẹp á, là cái thằng full nha, lô đẹp thằng full thì anh sẽ sell nó là ở cái trạng thái gọi là lô đẹp, hoặc là cái tên mà nó đẹp luôn, tên đẹp để thay vì là cái thằng kia là bắt bắt tùm lum á mệt. Đây anh sẽ để là Cambodian hết đàng hoàng để phân biệt, rồi ẩn nó đi. Còn đây là thằng Bắc. Thì anh để cho lô back. Rồi bây giờ tới rồi bây giờ đến cái ông này, thì khi mà anh sử dụng cái đẩy lên sập cao nhất nha, không có để sập thấp nữa nha, anh sẽ đẩy lên sập bị chết đây, sập cao nhất của anh để làm gì, để nó thể hiện mấy cái phần nhỏ nhỏ này luôn nè. Nhưng mà 12.000 à 12 triệu face nhớ này là gần như 24 triệu tris, thì cực kỳ lắc và rất khó để tụi em có thể xử lý. Thì lúc này mình cần phải giảm cái lượng lưới nó lại, người ta gọi là decimate. Thì decimate là nó nằm ở trên này, gelatin nè. Sau đó anh sẽ tiến hành decimate. Thì decimate này tác dụng của nó sẽ là giảm cái lượng lưới nhưng mà vẫn giữ cái chi tiết ở mức độ nhiều nhất có thể. Rồi, sau đó anh sẽ đầu tiên á, anh sẽ free border là không di chuyển mấy phần border, nó cái khi nó decimate á nó không di chuyển mấy cái phần viền của mình. Kiếp, còn UV anh không có UV. Còn use and keep polyband anh cũng không có polyband cho nên bỏ luôn.
Rồi sau đó anh sẽ reroll securance. Reroll securance là để nó tính toán trước. Đợi trên đây nó xong là nó bảo xong á, là lúc đó mình mới xong. Chị anh chút đi, nó đang chạy phân tích. Thì lưới càng cao càng phân tích nhiều. Rồi, nó đang tiến hành đó. Cũng không hẳn đâu, tại 12 triệu thì cạc nào cũng vậy à. Thì tại vì tụi em chưa có làm quen nhiều nó, thì mai mốt về sau làm quen nó thì tụi em sẽ biết được cái lượng lưới mình có thể xử lý được bao nhiêu đối với cái cạc của mình. Còn Sơn thì sao? Về nhà hồi bữa feedback xong virus xong ngồi sửa được cái form nó không vậy? Sơn chạy đâu rồi? Bỏ học nó chạy chơi game mà qua. À, gọi hồn Sơn coi. Sơn ơi, hú hú thông thường thì anh cũng không có nâng lên 12 triệu như thế này đâu. Thường cái mặt của anh chỉ cần làm đến 5 triệu là cũng đủ rồi. Trời, giờ mới ngồi lên chơi hả? Mới tỉnh ngủ, mới tỉnh ngủ. Hôm nay có học cái mới không anh? Có, đang ngồi chơi đúng không? Nãy giờ đâu có ngồi nghe. Đúng không? Có hả? Nãy giờ kêu gọi nó quá trời, nó có nghe đâu? Ủa nghe liên quan gì tới màn hình, mở tiếng là nghe chứ. Kêu gọi Sơn nãy giờ con không, nó đâu có bật. Mười hai triệu rồi, mày xong rồi đó. 12 triệu phay là 24 triệu trích đó. Bởi vậy trên Giros đó của em sử dụng đến mấy chục triệu nó vẫn không có lắc. Nếu mà với cái lượng lưới này mà tụi em bỏ vào Maya mà để sắp lại đi topology á, thì xin lỗi là tụi em khỏi luôn đi. Tụi em chỉ cần sell một cái thôi là nó đã có vấn đề rồi. Đó lý do vì sao mà anh muốn tụi em ngồi luyện luôn cả retopo bằng Giros trước cho chắc. Rồi đó là mới có thôi, còn bây giờ DC May chính thức nè. Mấy thông số này gần như là anh sẽ giữ lại, anh không có chỉnh sửa gì đó. Đó, sau khi nó tính toán xong thì cái lượng lưới ở đây nó giảm xuống còn 24 a 2.000 a 2 triệu, 2 triệu 4, gần như 2 triệu rưỡi đi. Thì đó là khoảng 5 triệu trích.
Và cây lưới lúc này nó sẽ không còn đẹp nữa mà nó sẽ như thế này nè. Được chưa? Cho nên á, nếu mà tụi em mà sale cái này á, tốt nhất là nên insert ở một cái bên khác. Tụi em nên tốt nhất á, là tụi em nè chọn lúc này là chọn Cambodian hết bên này nha, rồi sau đó tụi em insert nè thì nó sẽ lấy cái đầu từ bên kia đem qua, xóa cái này đi. Thì ở đây nó sẽ khi mà tụi em có đi xi mây á, nó cũng không ảnh hưởng đến cái thằng chính bên này. Còn nếu mà tụi em đi xi mây thẳng trên này á, mai mốt mất là thôi xin thưa gán chịu. Rồi rồi sau đó nó lại qua cái mới á thì nó chưa có tính toán, cho nên bây giờ tính toán lại. Hồi nãy đáng lẽ nên bỏ qua đây nè. Rồi còn sơn thì có ngồi sửa cái cúp pyrox lại chưa? Cái con pyrox của em á, cái con mà em làm riêng á, sai quá sai rồi bỏ luôn đúng không? Cấp tay cấp chân á, thì anh khuyên á, là tụi em nên đi coi học những cái khắc mà anatomy của human trước đi, thay vì đi khắc mấy con đó. Bây giờ á, nhiều khi mà dễ nhất á, dễ nhất bây giờ là scoop tay thôi. Tụi em scoop được cái tay đi hẳn hay tính bàn tay thôi đó. Thì tụi em sẽ có làm một con full sau cái bài này, nhưng mà tụi em nếu mà tụi em còn chưa nắm vững được cái cách scope bên này á, tụi em làm con full sẽ cực khó đó nha, em báo trước. Không, con full tụi em tự chọn chắc ngàn năm mới xong quá. Nó sẽ có một cái ở đây anh có dạng nè, khi mà tụi một chút đi là cái này làm xong đi anh sẽ chỉ sao. Thì chút anh sẽ bật cái con của anh lên là tụi em thấy nó rất là nhiều lưới, nhưng mà tại sao mà nó không giật, mình biết cách mình xử lý thôi. Rồi ví dụ như mai mốt á, sau khi làm sao xong mình làm qua con này ha. Làm Là full con đó đâu có làm kiếm đâu anh. tốt thì làm, không tâm muốn cảm thấy mà làm chậm thì khỏi. Thật ra con này tụi này cầm súng thì nhiều hơn, mà cầm kiếm cũng được, cây katana này cũng dễ đó. Mình sẽ làm những cái con dạng như thế này, ôm body làm quần áo cho nó dễ. Rộng rộng thì kiến thức có rồi, bây giờ mới bắt đầu mà tụi em có thể đi tìm hiểu thêm, chứ bây giờ làm vậy full sao vậy nói. Lúc đó anh sẽ kiếm kiếm những cái tutorial cho em biết.
Thật ra là nó có những cái shop, nếu mà làm đẹp á thì nó sẽ có những cái shop riêng. Nhưng mà hồi xưa người ta không có những cái shop đó, người ta vẫn phải làm tay rất là nhiều. Và lúc này mình phải gắng tập cách mà làm tay ở mức độ tốt nhất. Còn cái thằng mà về sau mình nâng cấp á, lúc đó là mình mới tìm kiếm thêm những cái tutorial. Tại vì tụi em lúc bên này chưa có làm xong cái này á, nên anh chưa có chỉ nhiều. Chứ về sau đã có kiến thức tốt tốt rồi thì về sau anh chỉ phương hướng cho tụi em đi tiếp chứ. Mà đâu phải mình học hết character là xong đâu, mình còn học đến hai subphase nữa, còn tụi em còn phải làm xe tăng nữa mà. Em cứ nghĩ là mình học character không chứ. Gì? 6 6 tháng mà học character không hả? Phải làm đầy đủ mới gọi là lên được cái mảng junior chứ. Nhưng mà trong đầu em mặc định là làm character không á. À rồi, xong rồi nè. Thì đi xi mai xuống nè. Mà tụi em luyện character xong thì về sau á tự luyện thêm tùy. Thì trong vòng 6 tháng đó, muốn ví dụ như học xong xe tăng mà muốn luyện lại character thì mình luyện tiếp. Nhưng mà chắc chắn phải có luyện qua hai subphase, hoặc là tụi em làm xe. Em có thể làm xe đua, siêu xe, vân vân. Nhưng mà thường thì anh không thích làm siêu xe lắm. Tại vì mấy cái tính đó gần như là có phiêu đổ màu không à. Anh thì muốn vẽ có texture cho nó dụ như cũ cũ rỉ rỉ xét xét á. Chứ không lẽ lấy Lamborghini lên ngồi vẽ mấy cái texture rỉ xét lên nhìn nó cực kỳ, nó chúi mà nó gì kỳ kỳ lắm. Vẽ mấy cái xe mà xe xe mô tô mà của khoa học viễn tưởng á. Nói chung là anh thích vẽ mấy gì mà có rỉ sét hoặc là vết xước gì đó. Nó còn mấy chiếc xe mà đẹp quá thì gần như là anh cũng lười. Thật ra anh làm cũng được thôi. Mà làm mấy đó nó không có tính vẽ tới chơi, nó không có lên cái tính nghệ thuật gì á. Rồi thôi, chuyện đó để sau. Giờ qua cái thằng này xong rồi. Nhấu trình. Nhấu trình. Virus. Ok. Rồi, không. Bỏ qua đây là con 2. Quên. Trước khi xuất thì check cái S-bot nè, bỏ cái group này đi. Không thôi ở đôi khi nó vỡ rồi tùm lum hết đó. Rồi, 2. Rồi, chuyển qua. Bây giờ đầu tiên là open back, lô back nè. Mình 2048 thôi. Máy các em chịu không nổi ha, 4096 đâu. Thì bây giờ ở đây anh sẽ chỉ thêm về kiến thức về UDIM. Đây, con này của anh. À, lộn, con lô của anh. Thì ở đây em sẽ thấy, à, thay vì con mắt anh đặt bên này, nhưng mà bây giờ anh sẽ muốn chỉ cho tụi em thêm về cái view, gọi là cái view dim. Thì á, bông thông thường tụi em sẽ làm bên ô 01 đúng không? Thì những cái ô kế tiếp là những cái gì? Tại sao nó có? Thì những cái ô kế tiếp người ta gọi là view dim. Thì những cái view dim này á, người ta sẽ không nhất thiết là, nếu mà bình thường á, em muốn vẽ con mắt này á mà không nằm trong này, có phải là em sẽ gán cho nó một cái material khác và một tấm texture khác. Thì cái này á, nó sẽ cực ở chỗ là đầu tiên em phải gán cái material. Material hai ba cái material, và đồng thời khi mà em vẽ cái thằng này nó chồng lên thằng này, chắc chắn là em không thể vẽ được khuôn mặt với lại mắt là cái chắc rồi đó, tại vì nó sẽ bị chồng. Lúc này bắt buộc mà mọi thứ nó phải tách ra. Nhưng mà ở đây á mình sẽ có cách xử lý khác nữa, không muốn tách ra thì mình sẽ bỏ qua nó một ô kế bên, người ta gọi là UDIM.
Thì khi mà nếu xài diu đêm á thì bên này á bỏ vào á em phải sử dụng diu UV Tide hoặc Flow, là cái này là diu đêm nè, ý mà quên nữa, hay 2018.3.2 nó không có cái bản diu đêm. Nó còn 18.3.2 nó chỉ có, nó chưa có update cái dụ dư đêm này. Ê, tèo không được rồi, quên thôi. Trở về lại phương pháp cũ đi, sorry quên rồi. Rồi cái dụ dư đêm này mốt nâng cấp sao cũng được, giờ trả lại nó về cũ. Em chưa có biết cách cái này luôn á. Cắt cái này thì nè, lấy cái đường nè, cắt cái lỗ tai ra, cắt cái lỗ tai, tại vì á anh đã có dạy tụi em là đi một cái vòng đúng không, thì chính cái vòng đó là để cho tụi em cắt cái lỗ tai. Rồi từ ở đây nè em sẽ cắt phía sau lên trước đến đây, từ đây em bung nó ra. Mà làm sao mình biết mình dừng ở đâu mới là nó ổn nhất? Thì dừng dừng ở khúc đầu, cảm thấy ngay trán khúc nào cũng được, cứ nghĩ nó ngay cái phần nào là phần tóc á thì em cứ ngưng là được. Thì vợ Giống như tới chân tóc đó đúng không? cái phần chân tóc từ đây nè, nếu mà có máy ha, đặt ra nè thì cỡ tầm đó là được, cỡ tầm đó thì cái này nó sẽ bung ra, hai bên này nó sẽ bung đỡ ra. Còn nếu mà nó dính lại nữa thì cái này nó sẽ bị ép vô nữa, cái này sẽ bị ép vô nữa, lúc này nó sẽ bị stress UV càng nhiều thôi. Nhưng mà mình cắt nhiều quá thì nó bị lộ. Lộ vô sim thì đường tóc là gần như là cái chỗ đó, là nếu mà nó có làm tóc á, thì chỗ đó nó sẽ nhờ tóc che rồi. Rồi Ủa mà mình chảy mình unfold ra nó tự nằm vậy hay sao? ở bảy, ủa tí anh chỉ cho tụi em rồi còn gì. Ủa chứ trước giờ anh dạy tụi em sắp UV sao? Không có, ý là em nói là mình cắt xong rồi mình lấy cái miếng UV cell đó mình unfold là nó nằm ra được cái mảng vậy luôn đúng không, hay là mình còn phải train cái gì đó? Thì làm cho cái phần này, mặt này thẳng, đường này thẳng, chứ ban đầu là nó nghiêng nghiêng như thế này anh đâu chịu. Không, cái nghiêng thì chỉnh được, còn ý là em hỏi sợ nó có bị nghiêng lỏng téo gì không? Không, cái mặt là nên để thẳng, không có để nghiêng. Rồi còn ai còn thắc mắc gì nữa không? Dạ hết rồi. Rồi anh export ra lại. Rồi back thì lấy lại cái này. Đây là con mắt. Đúp Spray. Con mắt á, thường á mình hay ngước lên ngước xuống, cho nên á, nếu mà bắt IO thẳng vô nó thì nó rất rất là kỳ. À cho nên á, ngay cái chỗ này á anh sẽ không, mà kệ đi, ở đây chắc cũng không cần phải cao đến vậy, cầm bái lại đi, cái lô mà. Đặt tên cho đẹp đi để cho phân biệt nè. Rồi còn thằng bét ẩn nè, này thì không cần cái đầu luôn, vì mình cũng không có xài cái lô ở đây nữa. Còn cái này thì anh sẽ sử dụng cho ai bét.
còn thằng lô hồi nãy thì anh sẽ bỏ luôn. Tự nhiên sao tự nhiên nó chạy đâu mất đi rồi, cháu trịnh ghi rớt hết lô bét nè, không cần nè, bỏ nè. Mình đã có hai, mình đã có ice bét rồi, này cũng cần. Ok thằng lâu xong. Không bật cái này đâu, mình không có xài view đêm discard. À rồi, cái ký tự khỉ gió này cái gì không? Tại vì nó không cho xài ký tự của tiếng Việt. Rồi nó bị vướng với cái thằng kia rồi. Còn file nào mở không ta? Không có file nào mở đâu. À, dạ. Chạy đi, chạy đi. Ôi chuối quá. Thôi copy cái thằng này ra chỗ khác vậy. Mốt update lại sao? Tại vì nhiều khi mà hạn chế gõ cái vụ tiếng Việt, đặt tên file cũng đừng có tiếng Việt nữa. Cambodian hết 8 giờ 2048. Ok rồi. À, bây giờ bác thì cũng giống như cậu, bỏ 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 bỏ
Anh sẽ sử dụng map 2048. Rồi ice pack nè, bỏ vào nè. Hai nè. Rồi photo distance nè. Ok. Cái này phải kiểm tra lại. Sợ là cái kích thước nó không đúng rồi sau đó nó bỏ vô nó lại sai nữa. Em cho này cho chắc. Đó, thì khi mà import thằng hai mà hai poly mà với mấy triệu tris như thế là khả năng là Maya nó hơi bị nặng. Nó đâu có sai là vị trí ta. Rồi. Hai ô hai đúng rồi mà. Lần này lên thử. Rồi, bị gì đây? Hai poly thì chắc không có vấn đề. Tôi bỏ này đi. Cambodian hết. Rồi, nêu lại Cambodian hết nào 048. Ok. Back mask. Bỏ hết. Back normal thử trước có ổn không. Ổn thì mình sẽ tiếp tục với mấy thằng kia 2048. Yield 2. Rồi, select. Ok, vậy là export FPS nó sai thông số gì đó. Hiện rồi. Mà ở đây nó đang có bị một cái lỗi. À, lỗi này là frontal distance của mình chưa có đủ. Và hai. Ok. Bao đủ luôn.
Rớt xong đẩy thêm cái con mắt của mình vô nữa, rồi apply view, rồi back. À quên, con mắt để vô đây là nó sẽ bị dính cái thằng trên dính thằng dưới, để tạo ra một cái Cambodian back đi. Thì Cambodian back này là sẽ di chuyển cái con mắt ra chỗ khác. Đây, đây sẽ là Cambodian back. Đồng thời anh sẽ copy export thằng này trước ra. Export Cambodian head back. Rồi còn một bảng thì anh sẽ giữ cái mắt này khúc này thôi, cái con mắt. Ai back. Thì cái thằng này anh sẽ tiến hành cũng giống như hồi nãy, thì nó là ai back. Còn cái con mắt mà bằng FPS này có khả năng là đang bị lỗi cái sai gì đó. Cả luôn. Nhiều lại. Lấy thằng back trước. 2048. Ok. Cả im bỏ 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 rồi 2048 sử dụng ai với lại hai vô nấng này cao lên, nãy nùng nâng cao rồi rồi mấy cái khác không cần. Bác nào ủa quái gì, sao nó lại có cái con mắt ở đây? Mệt. Hơi khó khăn chút cho chắc chắn, lấy hai thằng này combine luôn. Rồi này là hai bọt ra là hai, mình sẽ không cần ăn ai nữa. Đợi chút nó đang bắt S1 cái kia ra. Rồi xong thì thằng bác này bây giờ anh sẽ không cần thằng ai thì nó các thằng nhiều lại đi, mới xong 2048
này ra chút. Quẩy. Tại sao nó vẫn dính ở đây? Nó chỉ dính khi nào mà nó có gì sai sai ở đây nè. Ôi giời ơi, sao còn có con mắt ở đây? Buồn. Hóa ra là nãy giờ là do nó. Dẹp. Ok. Rồi reset lại hai bạn. Rồi. Mất tích rồi đó. Rồi. Sạch bon. Rồi, ngon. Đẹp rồi. Tiếp tục với IO với lại Curvator. Ngay xong vô mình sử dụng ngay rồi rồi ok. Mọi thứ mình đã chuẩn bị xong hết rồi thì cái khúc này là chuẩn bị mình sẽ tiến hành mình phân tích để mình lên tester. Thì giống như lúc ban đầu anh nói á, mình không được quyền sử dụng những cái có sẵn mà mình phải ngồi phân tích từng chút từng chút từng chút một. Thì ở bên này vốn nó không có cái tấm texture nào có sẵn để cho mình biết mình nên vẽ như thế nào. Thì các bạn tốt nhất là các bạn nên đi kiếm thêm nhiều như Omen. Đây. Những cái tấm hình này để các bạn có thể nghiên cứu, các bạn cho ra những gọi là hình rep. Các bạn cũng biết rồi, đi tìm là phải đi tìm hình rep của nó. Ba d scan thì mấy cái omen 3D scan này á, nó sẽ người ta sẽ scan từ cái hình thực tế để mình.
hoặc là các bạn có thể đi coi những cái mảnh mẫu này như thế này cũng được. Ok, nghĩ hình này cũng được đi. Thì mình chỉ cần coi cái hình để làm rep thôi, chứ mình cũng không có cần mục đích là phải chi tiết gì cả. Để xài app hẳn, cho nên mình không có cần vụ đó. Mình chỉ cần kiếm hình rep rõ ràng là được. Thì đối với mấy hình này mình không có được quyền down về, thì cố gắng mình sẽ snip pin, sau đó cho vô đây. Thì đôi khi á, một hình là chắc chắn không đủ, thì các bạn tốt nhất là các bạn nên đi kiếm nhiều nguồn nha. Còn cái thuật kỹ thuật mà áp hình vô để vẽ, cái đó thì hiện tại anh sẽ không có chỉ. Tại căn bản là anh muốn tụi em phải học cách để lên hình. Ồ, ông này đẹp nè. Hình càng rõ, cái chi tiết mình dễ phân tích càng nhiều càng tốt. Đâu rồi? Ồ, nhìn khá rõ luôn. Cũng được. Thì ở đây á, chắc chắn là trong một buổi này anh sẽ không có lên đầy đủ cho các bạn. Mình sẽ chắc chắn mình sẽ đi từng phần thôi. Các bạn anh sẽ share cho các bạn cái hình này để các bạn đỡ phải đi kiếm. Thì tụ chung này những cái chi tiết á, không phải đây là những cái phần mà chi tiết do normal, thì lúc này á mình sẽ không có tập trung vào đó, mà mình sẽ tập trung vào cái kỹ thuật để lên cái skin skin màu sắc. Còn cái này nó hơi bị ám ánh sáng, thì anh khi mà anh muốn tìm á thì anh sẽ có những cái tấm texture bay mà không có bị ánh sáng đập vô. Ví dụ như tìm kiếm những cái hình như thế này, càng ít ánh sáng đập vô càng nhiều càng tốt. Ồ, tiếc quá, không cho rồi. Đây, kiếm thêm những cái hình như thế này cũng được. Thì những cái hình này người ta sẽ áp dụng để người ta áp thẳng vô cái khuôn mặt. Mình thì sẽ không làm kiểu đó, chủ yếu là mình sẽ coi à cái này được nè. Xèo, xèo, xèo. Thì bên cái mặt này rõ ràng á, em sẽ thấy tụi em sẽ thấy nó không bị dính ánh sáng nhiều như cái hình này, mà càng ít dính ánh sáng thì mình càng dễ phân tích màu sắc. Rồi thì đầu tiên á là mình sẽ thấy cái màu vàng là nó sẽ màu cam sáng này, nó sẽ còn lẫn lộn rất là nhiều chi tiết nhỏ. Và ngoài ra em sẽ khi mà nhìn xa em sẽ thấy cái khối xung quanh á, cái phần màu này nè nó sẽ vàng hơn, còn càng đi về cái khúc mũi á thì nó sẽ càng đỏ. Thì nói chung đây là thường là đặc điểm của những người ở xứ lạnh, thì phần mũi của họ mấy phần càng về đây nè càng đỏ. Thì anh sẽ áp dụng cái đó cho cái hình bên này. Thì đầu tiên anh cũng sẽ giống như là hồi xưa,
Đức giờ chỉ mình sẽ đi kiếm những cái phần màu màu da, đây là ngồi màu da bay. Và tất nhiên da của mình là nó sẽ không có ánh quá, đừng để cho da nó có ánh quá, trên đây nó có chất nhờn gì đó thì đừng có để cho nó ảnh hưởng quá, tại càng ảnh hưởng nó càng khó làm. Và khi làm á, nó có dính mà ánh sáng á, lúc này các bạn có thể đổi qua base color nè để các bạn ngồi chỉnh màu cho nó dễ. Đó thì căn bản đầu tiên là anh sẽ là như thế này. Tất nhiên á, là lúc ban đầu có thể là mình sẽ không có hoàn toàn là đúng chính xác cái màu của nó, nhưng mà về sau á, mình có thể chỉnh chỉnh lại dần được. Rồi cái tiếp á, thì để cho nó đẹp hơn thì lúc này á, anh sẽ tiến hành ngồi pen. Thì các bạn cố gắng nha, sắp xếp cái thư mục cho nó dễ nha. Thì mấy cái base color này nên đặt trong base nè. Ngoài ra cái này là thuộc về skin, skin face, thì anh để vào skin face. Tất nhiên là skin face là nó không có dính đến con mắt, thì anh sẽ gán skin face cho này, còn con mắt thì nên để riêng. Cái này anh đã có dạy cho các bạn rồi. Ai đó vậy đi cho dễ nhìn. Rồi có rất là nhiều cách, mấy cái chi tiết nhỏ này nè, đừng bao giờ lúc ban đầu để ý mấy chi tiết nhỏ, tại vì các bạn cần để ý mấy chi tiết nhỏ như thế này á, các bạn càng rối mà ban đầu á, các bạn phải đánh cho ra được cái khối màu sắc của nó càng nhiều càng tốt. Thì cái khối màu sắc ở đây anh dựa vào bên Space Color, sau đó đổi màu, hoặc là các bạn có thể dùng mình đã từng biết rồi, mình có thể sử dụng các chế độ hòa màu khác gì đó, các bạn có thể thử các chế độ, cảm thấy cái nào được thì các bạn làm. Soft light nè, hard light nè, vân vân. Dụ anh này đi. Thì sau đó anh sẽ tiến hành anh bỏ, rồi anh sẽ tiến hành anh pen. Tất nhiên cái này là phải pen, có pen bằng tay. Thì cái phân biệt cái khúc này nè, thông thường là khúc này sẽ là khúc sáng nè. Thì bên này ngoài ra anh còn active thêm một cái gọi là symmetry. Thì symmetry á, lúc ban đầu các bạn sẽ bật ở đây nè, nó sẽ bật cái symmetry cho mình ha, và đồng thời kiểm tra lại symmetry này nó có bị không. Rồi không, nó không có vấn đề. Thì đầu tiên á, anh sẽ coi để anh ban mấy cái khúc màu sắc này trước. Không có sử dụng đầu này, anh sẽ sử dụng flow. Thì các bạn cố gắng á, khi các bạn làm á, các bạn có thể để cho nó xa xa một chút để các bạn nhìn cái khối cho nó kỹ. Là để khi mà các bạn dùng base color nè, các bạn rõ ràng các bạn thấy có khối nè. Chưa? Thì các bạn cứ vẽ trước một phần đi, tại vì cái này mình cũng chưa có đi vào sâu lắm. Đầu tiên là cứ vẽ phần màu đó. Sau đó các bạn có thể tiếp tục các bạn dùng màu sắc tiếp để các bạn thể hiện vùng màu đỏ ở giữa nè. Rồi bỏ nè, bên nè,
Thì cái vùng ở giữa nè sẽ đỏ đỏ. Nhậu đến nỗi gì luôn á. Những cái khúc này nè các bạn đừng để ý mấy cái chi tiết ha, anh sẽ còn chỉ tiếp cho các bạn những cái chi tiết sau nữa, nhưng mà lúc này á mình đừng có quan tâm mấy chi tiết đó á. Tại các bạn lúc này quan tâm chi tiết là các bạn sẽ không có vẽ được đâu. Thì cố gắng mình phân tích càng nhiều càng tốt thôi. Đó là phần về khúc màu đỏ, rồi sau đó mình có thể tiếp tục với phần màu vàng. Thì ban đầu á cái của mình cần lên á là mình quan tâm về khối màu hơn là khối detail. Cái này là lúc ban đầu anh có dạy cho tụi em về cách dựng hình á, cũng là luôn luôn phải đi vào cái khối tổng thể. Còn mấy cái detail nhỏ đó anh sẽ dần dần chỉ các bạn sau. Rồi ngoài đây nè, bắt đầu nè, ở chỗ này là cái vùng, ví dụ như qua cái hình này á thì anh thấy ở phần này nó sẽ là màu tím. Tất nhiên á là sẽ tùy người mà nó có những cái vùng, ví dụ có những người đó có vùng mắt ngay đây nè thì lại có màu tím, còn ông này á thì lại không có. Nó vùng mắt nè cái màu nè. Mà thôi cái đó là tùy người thôi chứ không phải là người nào cũng có. Mà cái quan trọng của mình á là khi mà mình làm á thì mình sẽ phối hợp rất là nhiều nguồn chứ không phải là chỉ sử dụng. Mục đích của mình á là làm xong là để cho nó đẹp là chính. Không. Giống như cái lúc mà anh dạy cho tụi em ban đầu á, khi mà tụi em làm về Xerox cũng vậy, cái phần ban đầu lúc của mình á nó không hề đẹp gì cả. Mà không phải là lúc ban đầu là đẹp hay không mà là cái khối tổng thể của nó mới quan trọng. Thì ở đây á có rất là nhiều thứ, nó là chủ yếu là về khối màu, những cái khối màu. Nhìn tổng thể từ xa để tụi em nhìn thấy cái khối màu nha, đừng có cố gắng zoom nha. Cái kèo này là anh đã dạy rất là nhiều lần, tụi em càng zoom càng nhiều gần á thì tụi em chỉ càng thấy chi tiết thôi chứ không phải là thấy khối màu. Còn khi mà zoom xa như thế này tụi em sẽ thấy được cái khối màu nó dần dần nó có, ví dụ như khối màu vàng nè, đi từ đây nè đi đây nè, khối đỏ ở đây nè, gần gần lại hơn thì bắt đầu mình thấy khối tím tím ngay đây nè, tím tím ngay khúc này nè, đúng không? Rồi đỏ ở trên với lại trên mạng á có rất là nhiều cái tutorial để dạy vẽ skin, các bạn cũng có thể tham khảo thêm những cái cách của họ. Còn đây chủ yếu là anh sẽ chỉ cái cách của anh.
Các bạn cũng nên biết là cái phương pháp học của mình không phải là lúc nào cũng chỉ có một nguồn, mà nó sẽ là tổng hợp của rất là nhiều nguồn lại với nhau. Rồi. Rồi, khói màu. Ok. Nói chung là khói màu tổng á, là anh đánh khá là lẹ. Tại nó để xác định những vùng chỗ màu nào thôi. Chứ không phải là lúc này anh chưa có vẽ detail gì trên đây hết đó. Hãy nhớ lại cái lúc mà anh dạy cho tụi em về Xerox cũng vậy, Scope cũng vậy. Rồi, anh sẽ cố gắng nhìn từ xa nè. Thì cái màu vàng của anh chỗ này nè, nó đang chạy hơi bị quá lên đây. Rồi, màu tím cái chỗ này cũng hơi mạnh. Nhìn lại. Một cái mũi màu đỏ. Rồi lỗ tai thì thường hay ẩm cái màu mạch máu của mình cho nên lỗ tai nó cũng hay thường hay đỏ là vậy. Rồi, đây là cái khúc mà mình vẽ bằng coi bằng base color không nè. Thì mọi thứ lúc này á, nó không có gì chuyên về cái thằng Rust này cả. Mà ở đây là chỉ mới vẽ base color. Thì mình khi mà mình coi base color á, là mình chủ yếu là để coi cái phần màu sắc nó phân bổ như thế nào. Thì các bạn nên coi cái phần này nhiều hơn.
Rồi, hôm nay thì mình tạm dừng tới đây. Thì tiếp anh sẽ demo tiếp cái phần lên test cho tụi em. Nhớ nha, khi mà làm cái này là phải coi cái base màu, chứ đừng có ngồi coi nhảy vô coi mấy detail này. Mấy detail này mình về sau mình sẽ phân tích nó sau. Mình sẽ cố gắng phân tích từng lớp từng lớp từng lớp. Rồi, còn bạn nào có ý kiến nào hay là thắc mắc nào nữa không? Rồi, vậy coi như mình kết thúc ở đây. Ngày mốt mình sẽ kết tiếp. Bye em.